Thì xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Khoa Đích. Thì ở ngày hôm nay PUBG bản của Timmy đã chính thức update map mới là map Sunhawk. Ở bản Light Speed thì mình chưa thấy có dấu hiệu gọi là update bản mới, nhưng ở phiên bản Timmy này thì update trước, luôn luôn là update trước rồi. Thì như ở giao diện chúng ta có thể thấy đó chính là thêm nhiều biểu tượng, hình ảnh đằng sau là ngôi chùa, biết có cái gì đây, cò đang bay chăng. Thì hình ảnh ngôi chùa này khá là quen thuộc rồi đúng không ạ? Thì cái map Sunhawk này các bạn đã có thể trải nghiệm ngay từ bây giờ. Ngoài ra thì ở cái video này, ngoài trải nghiệm cái map mới này ra, thì mình sẽ thử tìm hiểu sơ qua một số cái trong phần cài đặt game. Thì ở trong phần cài đặt game thì chúng ta đã có thể thấy Tencent đã cho thêm cách thay đổi tâm màu ngắm đó, thay đổi màu của tâm ngắm. Cái này phiên bản PC thì không hề có rồi. Thì ngoài ra ở phần Red Dock thì chúng ta đã có thể thêm được 3 tùy chỉnh thay đổi tâm ngắm theo sở thích của mỗi người. Tùy theo sở thích của từng người thì chúng ta có tâm tam giác, tâm có 3 cái gạch và tâm tâm ngắm 4 cạnh. Rồi mình không biết nói như nào nhưng mà đại khái thì kiểu như là thế. Các bạn có thể thêm được 3 cái tùy chỉnh trong cái tâm ngắm Red Dock. Thì ok, ta sẽ cùng đến với phần trải nghiệm map Sunhawk trên PUBG Mobile bản Timmy. A few moments later.